Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tập đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng 4 tháng cuối năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tập đoàn Khuất Mạnh Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tập đoàn nói chung, nhất là các chi đảng bộ mới chuyển về trực thuộc Đảng bộ tập đoàn cần nhanh chóng ổn định các mặt công tác trong đó có công tác kiểm tra giám sát, ra soát, thực hiện hoàn thành các nội dung chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát với Đảng ủy Than Quảng Ninh và cơ quan chuyên môn, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát căn cứ chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy và nghị quyết chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy tập đoàn để sớm xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát